Mình ly hôn lâu chưa chị? Chị ly hôn được 9 năm rồi. Đứa con nào chưa? Cô vợ đầu thì hai đứa con. Lớn đứa 24 với 23 nè. Rồi giờ ở với ai? Đã ở riêng hết. Tại vì khi hai chồng ra là hai chồng tôi đều không ai lấy tài sản à. Tất cả đây cho con. Rồi. Tại vì mình cũng có nghề, mình cũng làm ra tiền thì mình đi ra tay trắng. Thứ hai đó là tôi đã hiến máu nhân đạo thì 16 năm rồi. Xác cũng hiến luôn, tôi dập hết. Nói chung gặp ai bây giờ là khỏi lo chuyện đó. Mời nhà trai. À, rồi chúng ta mời ngồi. Mời nhà gái. Dạ, em chào chị. Em mời chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Tôi tên là Tống Trường Giang, sinh năm 1973. Lớn lên này từ ngoài Bắc là đã vào trong Sài Gòn này sống từ nhỏ tới lớn. Tôi làm kinh doanh bên bánh mì. Mình làm thợ làm bánh mì. Đúng rồi. Nhà ở Bình Phước thì có vợ đầu tiên thì đã chia tay đây mười mấy năm rồi. Gặp thêm một người nữa nhưng cái điều sự người ta dối gian quá, thành ra mình không có hợp, mình chia tay. Ly thân 12 năm rồi bắt đầu mới quyết định đến ly dị. Ly dị thì tôi có gặp lại một người ở Tiền Giang. Khi mình về đó mình dạy bánh mì á thì gặp được cô ta, nhưng cô ta lúc đầu thì rất tốt, nhưng lúc sau về quyết định lấy cho con rồi thì cô ta có một cái nhân cách sống nó không rõ ràng. Có đứa con nào chưa? Cô vợ đầu thì hai đứa con. Lớn đứa 24 với 23 nè. Rồi giờ ở với ai? Đã ở riêng hết. Tại vì khi hai chồng ra là hai chồng tôi đều không ai lấy tài sản à. Tất cả đây cho con. Rồi. Tại vì mình cũng có nghề, mình cũng làm ra tiền thì mình đi ra tay trắng. Bây giờ thì chị giới thiệu về bản thân mình nha. Tôi tên Nguyễn Thị Anh Đào, năm nay 44 tuổi, ở Phú Giáo. Hiện tôi là có ba đứa con. Công việc thì làm tại nhà, may quần áo. Dạ, may quần áo hả chị hả? Nhà gái thì làm thợ may, nhà trai thì làm thợ làm bánh mì. Bây giờ thì mình nói chút xíu cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi nhà trai. Tôi thì có một cái tính nhất là sống rõ ràng. Thứ hai nữa sống nhất có nhân cách sống. Và nhất là làm từ thiện. Thứ ba đó là tôi đã hiến máu nhân đạo thì 16 năm rồi. Xác cũng hiến luôn, tôi dập hết. Nói chung gặp ai bây giờ là khỏi lo chuyện đó. Mời nhà gái. Chị có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là rụt rè. Nói chung là em thấy chị hơi run. Rồi, có Ngọc Lan ở kế bên. Chị đừng lo. Từ giờ nào giờ có lên sân khấu. Dạ. Nấu ăn đồ nè, nấu ăn giỏi nè. Chị biết nấu thôi chứ cũng không giỏi. Dạ. Xấu thì cũng không có xấu gì nhưng mà nó hơi kỳ kho chút. Ai nói gì không vừa ý là hay mì mứt ướt. Hay khóc vậy chắc hay tuổi thân lắm hả chị? Hay tuổi thân. Chị là có ba em bé rồi hả? Ba bé. Mình ly hôn lâu chưa chị? Chị ly hôn được 9 năm rồi. Nói chung là hồi đó sống giờ chồng không có hạnh phúc. Chồng chị có người bên ngoài. Chị còn không muốn ly hôn. Tôi kìm sống riết để cho con có cha có mẹ, nhưng mà thấy không được thì chia tay. Vậy thì bây giờ cái mong muốn cái người bạn trai đi tiếp cái cuộc đời của chị, nó người đó sẽ như thế nào? Chị muốn tìm một bạn, người bạn biết chia sẻ. Cái gì mình không đồng ý thì mình phải chia sẻ để nói. Ví dụ như chị sai thì chị sửa. Còn ví dụ như mà thấy ảnh không được gì thì cái đó không được thì chị sẽ nói, thì sửa. Chị cũng có con nhưng mà con thì nó mỗi đứa mỗi nơi, bé lớn thì nó có gia đình ở riêng rồi. Nói chung là chị cần một cái người có thể hiểu, có thể chia sẻ, có thể sửa sai cùng với nhau. Bây giờ anh hãy nói cho em nghe là tiêu chí để tìm người bạn đồng hành sắp tới của anh như thế nào đi. Chủ yếu là kiếm, nói chung là con người phải biết sống chia sẻ những khi buồn vui và những cái chuyện gia đình, nó ví dụ có chuyện gì đó thì mình phải ngồi lại nói cho nhau nghe. Anh có nóng tính không? Không. Miền Linh biết tôi là rất hiền, rất trầm tính, nói chung là làm cái gì thì rõ ràng. Giúp quá. Ngày xưa hai vợ cũ tôi rất nóng tính, khi nào gây lộn nóng tôi sợ con cái nó nghe ảnh hưởng, tôi bỏ đi. Tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Chớ từ chị em nó đẹp lắm. Để tôi qua coi nhà gái. Nhưng mà được cái nét bề ngoài mà đẹp, mà cái nhân cách tốt nữa thì lại ok. Chị quá, em hơi đẹp rồi. Đó. Gương mặt hiền hậu ha. Cười rất là tươi luôn ha. Bây giờ thí dụ như ảnh đang làm việc ở Đà Lạt, công việc ổn định này kia, hai vợ chồng lên đó sinh sống được không? Nói chung là giờ trước mắt thì chắc em chưa có đi được, tại vì giờ bé Út lo cho Út đúng không?
anh là không có vướng bận con cái, không vướng gì hết. Cho nên là bây giờ nếu mà bên đây muốn lập nghiệp ở tại chỗ của nhà gái luôn được thì hết. Anh có thể đi theo được không? Được hết. Tại vì mình tôi có nghề, có mà, nghề đúng không? Mà đâu quan trọng như muốn ở Sài Gòn hay làm Sài Gòn, muốn ở đâu cũng được, bây giờ ra quá. Đó cũng được hết. Bây giờ chỉ sắm cái lò thôi. Cái lò bao nhiêu tiền? Nó tiền bạc không quan trọng đâu, cái đó tôi lo được. Thôi bây giờ mở rào cho anh chị gặp mặt thôi nha. Mở rào. Từ từ, chị cứ ngồi yên để cho nhà trai qua. Thôi rồi, tiến tới luôn. Có món quà tặng em, dù mình quà không bấm luôn đó, vẫn là một cái kỷ niệm ngày hôm nay. Có một cuộn nhật để tặng anh. Rồi, mời em. Em run quá, không biết hỏi gì. Thấy thấy anh sao? Nói chung là thấy anh cũng được. Mà cũng có cũng phúc hậu á. Nếu mà về mai mốt á, hay mình sống với nhau á, là em phải lo. Khi anh mất là em chỉ alo là đại học y dược rước anh đi rồi, chứ không cần phải cái gì hết. Còn hiến máu nhân đạo là anh cứ một năm anh hiến 4 lần. Anh hiến 1600 mà tướng anh dự tới giờ đúng 81kg là đắp mốt. Nếu mà hiến máu thì em cũng hiến máu. Một năm em đi có 3 lần thôi. Rất quan trọng là sức khỏe. Tiền bạc thì mình sẽ làm ra được. Còn cái sức khỏe mình không có thì không bao giờ mình có cái gì hết. Nói chung mà với anh ấy thì con cái nó lớn, cuộc sống thì nó ổn định. Còn như em thì con còn nhỏ, nhưng em còn phải lo cho con. Với cuộc sống của em thì nó cũng còn chặt vật lắm. Bây giờ tại giờ đang làm tại Đà Lạt. Thí dụ muốn về thành phố, về thành phố tại cái nghề của anh dễ lắm. Muốn về phú giáo nhiều lắm, tại những lò phú giáo giờ với Bình Dương là bạn bè không, ở Sài Gòn này lò nhiều, bạn bè nhiều lắm. Anh làm được tất cả loại bánh. Nói gì buôn bán thì em buôn bán được. Tại ngày trước em bán cơm mà. Mẹ bệnh rồi ba bệnh rồi con đi học vô học rồi nên không có ai lo nên em phải nghỉ. Anh lại nắm tay chị ha, hai người đứng kế bên đây nào. Chị sẽ từ đây lại hít trên cái tay đó. Bây giờ đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Là đây là đến đây là mình cũng là biết bao nhiêu ngàn người, biết xe tự nhiên cái duyên để cho mình gặp nhau. Thì dù sao đi nữa ai cũng đã mừng gãy gánh rồi, bước đi rồi. Bây giờ mình sẽ bước đi cho dựng trở lại. Mong em hiểu điều đó. Mình thích thì mình bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Em rất là tin tưởng vào những cái lời nói của anh Giang. Em tin đây là một người đàn ông rất là thật lòng. Và khi anh đến với chương trình cũng là với một cái sự rất tin tưởng và an tâm ở chương trình. Em cũng rất mong hai anh chị sẽ cho nhau một cái cơ hội. Và bây giờ thì hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Anh xin phép em nha. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Cảm ơn anh chị, chúc mừng anh chị. Chúng ta có thể nắm tay đi cùng trời cuối đất. Đừng buông tay ra. Nắm tay đưa trẻ về Phú Giáo, Bình Dương. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành, tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à.
Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mớ nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm nữa. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm thấy rất là vui. Nhớ cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh ca đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì nó hơi nhút nhát, có lại thôi.
Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy xinh. Này là kẹo dừa của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Để bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai, dạ, bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê.
Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi, búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đem đường về Cố Liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó, có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi. Ồ, vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt á. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao, em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang làm một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ, em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng không xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái đó đâu cũng phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lộn thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em, 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó em cần phải có một người bạn gái. Dạ đúng rồi, quan tâm, tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên, 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha.
4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu, tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Nguyên Linh còn nhớ mối tình của anh Nguyên Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái, em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ, em thì chỉ cần kiểu cao hơn em cao một xíu em. Mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt à. À, dễ nhìn. Em cũng thích một bạn nam biết hát à. Với lại bạn kêu bạn rồi. Cũng tốt về tiếng Anh. Mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Mẹ không thích những bạn hút thuốc hoặc là quá nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu. Thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn lại em cũng khá dễ. Có hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao không tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được. Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi chứ người nhà em không có tính toán. À, bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơ. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ rồi thôi. Nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phúc của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh á. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Dạ. Ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật, đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi giờ chết hỏi được gia đình đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị? Mà... được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau. Rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah. Mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10 kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em chắc anh thêm động lực thêm 5 kg nữa chắc được. Em tưởng là lên giảm cách nào hay gì? Dạ em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì?
Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm á, em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi, rồi sắp tới ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi, thì anh khoen anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. À, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không phải đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em của anh vẫn san sẻ với vậy anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó. Cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh. Bạn gái đáp lại. Anh hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu ạ. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2. Một. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha.
Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình nè. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Ê, tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây, chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung, rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói người ngồi nghe không cũng buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng nói mà đi. Em không có mụn miệng. Em năng động thì có, men lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào, nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp rồi. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cứ mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao, em chơi được hết, bóng vàng, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung dạ, là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh. Hello, ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ, không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm, mà tại chưa cơ hội để đi nhiều, tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Ê, tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì chung xe, nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dù nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, anh nổi đâu. Trời ơi, bự quá rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là đủ đi. Dạ. Ở dụ tưởng đâu là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian thì có thể em về quê. Rồi để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ
À, chào em. Nãy giờ đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn? Đồ trang sức à? Dạ, cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng tiệm mà mấy cái đồ mà tuổi teen á thì khoảng nhiêu? Dạ em không nghĩ ra, ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi tiếp đi. Cái trang trước sức sao nha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàn Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi. Khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa. Nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng lại. Cảm ơn. Đó banh ông chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi. Tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Bên con cái khiếu là tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy bopping giới thiệu cho chào sân cái đây. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời ơi, mập mà dẻo quá. Wow. Ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm ơn thế nào? Hết. Mắc cỡ quá. Rồi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là em anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại em công việc nó tập lộn nó phù lên vậy.
Tại vì những cái gì em chơi là phải... Anh phải chơi thích... được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần. Xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo. Rất là phê. Chưa thử không biết, trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nào em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cùng cho nhau một cơ hội. Dạ, đã là vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nhé. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Một. Hai. Ba. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai à, xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người cho bộ nhắm mắt đi nha. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước. Cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau giúp. Em tên là Lê Bật Hoàng, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi, quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về cái con đường tình trường. Mời bạn gái. Trải qua qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3, còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng mà keo kiệt. Bạn trai bên kia có keo kiệt với gia trưởng không cái này? Không chị ơi. Rồi bên kia hai mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em còn hai mối tình anh ạ. Hai mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước, tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con, rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ tiêu chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. À, không, em thích chị chắc là hợp đấy. Em thích gì em nói lại. Giống như được che chở chị. Mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đãng. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em?
Ổn chị ạ, nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. Cái chuyện nó không quan trọng, mà cái không khí đó có ổn không? Em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa hả? Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? Dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy, có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? Tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy. Kiểu là con gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không ảo? Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi ạ. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. Dạ chị chào bạn. Cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm, tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe vậy thấy có cái chí hướng ổn định, có kế hoạch là được rồi. Rồi. Có chuẩn bị nghe rồi ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à? Chào em. Ôi chào anh. Là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Cái này thích đó. Nổi không? Sao bạn trai? Em thích ạ. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ thôi. Nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn không anh? Em. Ổn. Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà gái mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cùng chào anh họ. Chào anh. Chào. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được tiêu chuẩn, thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok. Tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ vâng. Điều là cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi bây giờ đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ, mới bay từ Bắc vào. Ồ. Rồi chào em. Con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ là không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích được cười cho em. Anh có khen được. Anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao ạ? Wow, bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ, dạ. Kế hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào? Em nghĩ là một tuần mình gặp 1-2 lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng 1 tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó, rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. Anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau chút. Vì cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính, không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô hùn mà không thì em
cả được. Okay. Này được duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Ờ, dạ cũng chưa biết anh. Đó này, anh này chứng minh cho em thấy đó. Đó. À, là nói đại trong bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi em nói chị nói đi, sao đâu? Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không không. Tại mới gặp anh cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em, mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? À, anh không biết là em suy nghĩ như thế nào, nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời, nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt. Về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy, em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy ha, cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì em thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ nói, phút rất là nói, quan trọng như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha. Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ, có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên đồng ý. Nên để anh ấy nhường cho một bạn khác. Có cái này anh đồng ý, nhưng mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. Bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi. Bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ, nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt á nó chưa nó có được cứng nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi. Đã nha. À, có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó, là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, cái này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân, hay xe cộ con cái gì cái đó mình ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn, cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng rạch ròi cái hơi đầu bị nó... Bởi vì hai người cũng vừa đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoành tráng lắm. Thành là lúc đi thì... Thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này hơn bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời đã yêu nhau. Nói bạn rạch ròi thế thôi, chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra lên đó do cái cách nói mà thôi, mà không để bạn gái hùng 200 mình 800 đâu. Thì bởi vậy còn hỏi ông còn nói rạch ròi chia 73 nữa chứ trời ơi. Thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó. Hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn anh chị.